chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiếm đăng ảnh trên app GP kiếm 100 like nhanh nhất. Mình kiếm 1000 lượt bạn bè thì nó rất dễ, còn kiếm một bức ảnh đăng mà kiếm 100 like cũng hơi khó nha anh em. Trước khi mình hướng dẫn anh em, cho mình xin một phút mình nói tâm sự chút xíu anh em. Làm video thì sao mà kiếm tiền cũng khó quá. Này mình chia sẻ cho anh em, không có lợ lộc gì chứ, mình chia sẻ với anh em. Nếu hay thì anh em đăng ký, còn không hay thì bỏ qua nha. Anh em vào cái app, mở app GP lên, rồi anh em bấm vào cái nút hình chim á, hình GP có cái nút màu vàng á. Rồi anh em chụp cho mình một bức ảnh đi. Này mình demo mình chụp đại nha. Ok, đây mình để mình chụp lại. Rồi đầu tiên anh em vào viết cái gì đó, viết một cái gì đó thú vị, anh em đặt thơ, đặt này nọ đồ cho thật là hay anh em. Ví dụ như mình thì đặt tiêu đề là đại đi. Cần 100 like cho video đầu tiên. Này anh em đặt thì có hay, càng hay chừng nào thì ấy anh em. Cần 100 like cho video đầu tiên đi. Cái này mình demo mình hướng dẫn cho anh em, là còn đặt thì anh em tự nghĩ nha. Mình sẽ hướng dẫn anh em đặt cái tan này nọ đồ sao. Rồi nút chia sẻ với anh em chọn tất cả mọi người nha. Rồi tan người nè. Cái nút tan người này là quan trọng lắm nha anh em. Đầu tiên người ta gõ tìm kiếm là nó có thể là đề xuất cái hình của mình với hình người ta tìm kiếm á. Anh em đặt càng nhiều càng tốt. Này mình demo mà đặt hai tan hai người thôi nha. Còn chủ đề nè, anh em bấm vô chữ sách đi, dụ gì. Rồi anh em chọn vào đại con gái đi. Rồi đề tài nè, chữ chữ art này là nghệ thuật nha anh em, nghĩa nó là nghệ thuật. Anh em đăng, anh em đúng tiêu đề của nó đăng mới được nha, còn hộp tiêu đề là không được. Còn lớp này là yêu, còn full này là món ăn, còn chữ treo này là du lịch. Nay sách thì mình lớp làm yêu đi, sách thì đẹp rồi đâu phải món ăn đâu. Rồi anh em đăng vậy là đăng thành công rồi đó. Rồi đây mình qua mình kiếm qua hình đồ người mình ra mình kiếm mới có đăng xong chưa nha. Anh em chờ chút nha. Anh em đặt tiêu đề này là có lợi cho mình lắm. Rồi là xong đó thấy. Mình mới đăng bức ảnh mà được 22 like, 22 like mới đăng thì. Giờ mình hướng dẫn anh em cách nghe nhạc anh em. Đây nè, chữ quay 3.0 nên anh em vô app này rất hay. Rồi anh em chọn vào. Rồi anh em bắt đầu sống là anh em nghe cái sóng âm sóng bức xạ nè. Ồ app này quá hay. Anh em chọn vào muốn nghe gì thì nghe. Nè anh em tải đau về nghe anh em. Còn đây có game nữa nè. Có trò chơi nữa anh em vô chơi đi. Anh em vô trò chơi nè.
Nên em vô cái game đầu tiên là lúc kêu queo là ai chơi được giải nè anh em. Anh em vô mà chơi hay thắng được giải chừng trúng được được 1.000 đô đó. Thôi cái này mình để không có mất thời gian, anh em mình lót ra đi. Anh em nào mà muốn tương tác với mình thì anh em bấm vô nút tìm kiếm nè. Anh em chọn vào tên Thanh Sưng nè. Rồi anh em bấm qua tên người dùng nè. Anh em chờ chút nha. Nó lót. App này có nhiều chức năng lắm anh em ơi. Anh em đăng là anh em lướt xuống tìm nè. Anh em được cấp cấp 3, cấp 4 như là mỗi tháng được 3 triệu. Mà với điều kiện là một tuần lễ phải có một bức ảnh đạt 100 like. Bởi vì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cho anh em kiếm 100 like bằng cách đặt theo tăng và tiêu đề. Em lướt xuống hoài anh em, gọi kiếm chữ Thanh Sưng là đâu có tiêu vậy ta. Này anh em Thanh Sưng nè anh em. Mình đang nghe. Nè mình được 9.226 người theo dõi. App này rất hay anh em có thể nghe nhạc, nghe sóng âm này nọ đồ tăng sức khỏe của mình. Anh em nào mà có thắc mắc gì thì để lại comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau. Mình sẽ nè anh em mình KC rồi nè, verify rồi nè, mình coi nó thông báo đâu. Nào, anh em muốn coi bên thông báo hệ thống đó. Ứng dụng xác minh danh tính của bạn đã được phê duyệt, cấp độ hiện tại của mình là được cấp 1 nha anh em. Chừng nào anh em đăng ký xong một tài khoản, anh em vô ba dấu gạch nè. Trên cùng là mình hướng dẫn luôn, gọi anh em vào verify nè. Còn này mình đã verify rồi, anh em liên kết cái tài khoản ngân hàng của mình vô rồi bấm được. Rồi. Vậy là xong anh em. Chừng nào mình rút tiền được mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho anh em rút tiền anh em. Anh em nhớ bấm nếu mà đăng ký thì nếu mà bấm nút đăng ký thì ủng hộ mình, còn không đăng ký cũng không được, mình cũng không có bài mình làm video này chia sẻ cho anh em thôi. Chúc anh em thành công và đạt nhiều kiếm thật nhiều tiền từ cái ứng dụng này nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.